Sau khi nhận giải ảnh hậu Kim Kê, Châu Đồng Vũ trở thành mối quan tâm hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Cô chính thức nhận đủ 3 giải Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã trẻ nhất, trở thành tam kim ảnh hậu trẻ nhất lịch sử, nghiễm nhiên ngồi chung mâm với hai đàn chị đình đám là Châu Tấn và Trương Tử Di. Ngoài sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, đời tư của nữ diễn viên cũng khiến giới báo chí tốn biết bao nhiêu giấy mực với loạt phốt mà không phải ai cũng biết. Câu chuyện với cha dượng gây sốt. Châu Đồng Vũ sinh năm 1992 trong một gia đình bình thường ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc. Bố mất từ khi còn học tiểu học, mẹ con một mình gánh trên vai gánh nặng kinh tế. Sau đó bà bước đi bước nữa với một người công nhân hiền lành. Từ đó, Châu Đồng Vũ luôn sống trong sự hoài nghi với cha dượng khi xung quanh đầy rẫy những tin tức về cảnh con riêng bị ngược đãi. Đến trường, cô bị bạn bè khinh miệt khiến cho tâm hồn mỏng manh, yếu đuối của cô gái bé nhỏ phải gánh chịu áp lực nặng nề, hầu như mỗi đêm cô đều khóc đến ướt gối. May mắn là cha dượng của Châu Đồng Vũ đối xử với cô không tệ. Ông để con trai mình sống ở gác xếp và nhường căn phòng cho Tiểu Vũ. Cả gia đình 5 người chỉ dựa vào thu nhập ít ỏi của cha dượng. Chính vì vậy sau giờ học, Tiểu Vũ thường phụ mẹ sau phòng để kiếm thêm thu nhập. Nhà nghèo là thế nhưng cha dượng nhất định không cho Châu Đồng Vũ nghỉ học ở trường múa. Ông sẵn sàng đi bốc phát xi măng ca đêm ở công trường để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Sau khi vô tình biết sự thật, Châu Đồng Vũ đã gỡ bỏ được nút thắt trong lòng, ôm cha dượng khóc nức nở và chân thành gọi ông là bố. Tình yêu thương vô điều kiện của gia dượng đã trở thành nguồn động lực to lớn để Châu Đồng Vũ vươn lên. Sau bộ phim đầu tay thành công rực rỡ, cô đã đưa toàn bộ số tiền kiếm được của mình cho cha dượng. Mưu nữ lang kém sắc nhất lịch sử. Năm 2010, Trương Nghệ Mưu làm phim Thanh Xuân, chuyện tình cây táo gai nhưng mãi vẫn chưa tìm được nữ chính. Ông tiến hành tuyển chọn trên toàn quốc. Châu Đồng Vũ may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn nhờ nét đẹp thuần khiết, trong sáng. Sau đó, bộ phim đã thu được thành công lớn, nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Châu Đồng Vũ cũng được khán giả biết đến và yêu thích. Tuy nhiên, vì gương mặt thanh thuần nhưng không tới mức nghiêng nước nghiêng thành, làn da ngăm đen, vóc dáng gầy nhỏ, Châu Đồng Vũ rõ ràng lép vế so với những mỹ nhân từng được Trương Nghệ Mưu ưu ái khác như Cúng Lợi, Trương Tử Di, Nghệ Ni. Thậm chí, công chúng còn đặt cho cô danh hiệu Mưu Nữ Lang kém sắc nhất lịch sử. Thêm vào đó, phong cách thời trang khó đỡ lúc mới vào nghề cũng khiến Châu Đồng Vũ lọt thỏm giữa cả rừng mỹ nhân showbiz. Sau đó, Châu Đồng Vũ tham gia nhiều dự án phim như Cung Tả Trầm Hương, Ma Tước, Gió Xuân Mười Dặm Chẳng Bằng Em nhưng không gây được tiếng vang. Cứ ngỡ người đẹp này sẽ đuối dần trong sự nghiệp diễn xuất, thì đến năm 2016, Châu Đồng Vũ đoạt giải ảnh hậu Kim Mã với bộ phim Thất Nguyệt và Anh Sinh. Mới đây, nữ diễn viên lại nhận thêm 7 giải ảnh hậu, trong đó có giải Kim Tượng và Kim Kê nhờ thành công của phim Em Của Thời Niên Thiếu. Như vậy, Châu Đồng Vũ đã trở thành tam kim ảnh hậu khi mới 28 tuổi và là sao nữ trẻ nhất đạt được thành tích này. Đời tư tình cảm gây tranh cãi. Từ khi mới vào nghề đến nay, Châu Đồng Vũ dính không ít tin đồn tình cảm, trong đó phải kể tới nam diễn viên hơn 11 tuổi Dư Văn Lạc, đàn em kém 8 tuổi Dương Dương Thiên Tỷ và vài mối tình với các thiếu gia nhà giàu khác. Khi tham gia chương trình Thực Tế Mình Yêu Nhau Đi, Châu Đồng Vũ và Dư Văn Lạc được cho là đã nảy sinh tình ý với nhau. Không chỉ bắt gặp hẹn hò tại Disneyland, nam diễn viên họ Dư còn từng công khai cho biết anh có tình cảm với Mưu Nữ Lang. Thế nhưng chẳng ai biết nàng Lolita Trung Quốc có tình cảm với đàn anh hay đó chỉ là chiêu trò thu hút sự chú ý của công chúng. Năm 2015, nữ diễn viên bị bắt gặp cùng vào khách sạn với Điền Minh Hàm, một thiếu gia nhà giàu học cùng lớp với cô ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Khi hợp tác trong phim Em Của Thời Niên Thiếu, Châu Đồng Vũ lại được đồn đoán phim giả tình thực với thành viên TFBOYS Dương Dương Thiên Tỷ. Tuy nhiên, giữa lúc scandal dấy lên, nữ diễn viên lại bị phát hiện hẹn hò với Đường Bối Ngạn, chàng trai xuất thân từ gia đình giàu có và đang là nhân viên thuộc ekip của nữ diễn viên. Ngọc Phốt vì EQ thấp, bất kính với đàn anh. Mang vẻ đẹp trong sáng, thanh thuần như Châu Đồng Vũ nhiều lần dính lùm xùm EQ thấp, có thái độ bất kính với đàn anh, những trò đùa quá trớn với đồng nghiệp. Điều này khiến hình ảnh của cô bị xấu đi trong mắt khán giả. Khi tham gia show truyền hình, Châu Đồng Vũ từng bị chỉ trích dữ dội vì từ chối chụp ảnh chung với tiền bối Vương Tấn, thậm chí còn tỏ thái độ cho rằng quần áo của anh không sạch sẽ. Mặc dù Vương Tấn lên tiếng cho biết những hành động này đều đã được sắp xếp để tạo hiệu ứng cho chương trình, nhưng netizen vẫn nửa tin nửa ngờ. Ngoài ra trước đó, Mưu Nữ Lang cũng bị nam diễn viên ở độ tuổi cha chú là Tôn Hồng Lôi phê bình là thiếu lễ phép khi gọi thẳng tên anh. Trong thời gian quay phim Em Của Thời Niên Thiếu, Châu Đồng Vũ được cho là đã xui khiến một nam diễn viên trong đoàn trước rượu say đạo diễn, cắn bạn diễn đến chảy máu, cầm tông đờ cạo đầu của đồng nghiệp, v.v. Vướng nghi án quy tắc ngầm với con trai Tăng Chí Vĩ. Tăng Quốc Cương, con trai Tăng Chí Vĩ, chính là người đã vực dậy danh tiếng cho Châu Đồng Vũ khi sự nghiệp của cô đang xuống dốc. Tăng Quốc Cương là đạo diễn cho cả hai bộ phim, đem lại giải thưởng tam kim cho Châu Đồng Vũ là Thất Nguyệt và An Sinh và Em Của Thời Niên Thiếu. Cũng vì lý do này, anh và Châu Đồng Vũ có mối quan hệ khá thân thiết, thậm chí còn nhiều lời đồn đoán rằng họ có tình cảm với nhau. Hơn nữa có thông tin cho biết, việc Châu Đồng Vũ giành được thành tích là do có sự sắp xếp của cha con Tăng Chí Vĩ. Chưa biết thực hư quan hệ của Châu Đồng Vũ và Tăng Quốc Cường ra sao, nhưng giờ đây, vì đạo diễn họ Tăng đã có gia đình, Châu Đồng Vũ thì chao đảo với scandal tai tiếng khác. Tam kim ảnh hậu, danh không xứng với thực. Châu Đồng Vũ là sao trẻ số ít những sao nữ thực lực trong thế hệ trẻ. Tuy nhiên, công chúng cho rằng cô vẫn chưa đủ tầm đứng ngang hàng với Châu Tấn hay Trương Tử Di.
Bộ phim Em Của Thời Niên Thiếu giúp Châu Đông Vũ trở thành tam kim ảnh hậu, từ tố bị đào nhái, lại mang đề tài thanh xuân không hề có ý nghệ thuật sâu xa. Không chỉ vậy, netizen còn phát hiện ban tổ chức chương trình đã lót đường lộ liễu cho Châu Đông Vũ. Theo thường lệ, giải Kim Kê và Bách Hoa sẽ được tổ chức xen kẽ nhau. Vậy nên theo đúng lịch, Kim Kê lần thứ 33 phải đến 2021 mới diễn ra, nhưng ban tổ chức lại đẩy giải thưởng lên sớm một năm. Có lẽ đây Em Của Thời Niên Thiếu vẫn còn đủ điều kiện dự thi. Điều này khiến cộng đồng mạng càng thêm tin rằng đằng sau giải thưởng có nhiều ẩn khúc. Trước đó, giải ảnh hậu kim mà của cô đạt được với bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh cũng được cho là chưa đủ sức thuyết phục. Bởi lẽ đó là lần đầu tiên trong lịch sử, giải ảnh hậu được trao cho hai diễn viên là Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần. Trong khi đó trước kia, Châu Tấn và Lý Bằng Bằng từng phải đỏ sức rất gắt gao để giành giải thưởng dù có nhiều diễn xuất ấn tượng trong phim Phong Thành. Thêm vào đó, hai đàn chị từng đoạt tam kim ảnh hậu là Châu Tấn và Trương Tử Di, dù có diễn xuất đỉnh cao nhưng cũng từng phải sức đầu mẹ trán trong nhiều năm mới thu được cả ba cúp vàng. Trong khi đó, chỉ với hai bộ phim cùng về đề tài thanh xuân, diễn xuất không có đột phá rõ ràng, Châu Đông Vũ đã làm được điều này khiến công chúng vô cùng bất bình.